Chiều ngày 3 tháng 3, bà Abe Eki, phu nhân cố thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, đã có chuyến thăm phố cổ Hội An. Tháp tùng phu nhân có đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Yakabe Yoshinori. Phu nhân của Thủ tướng Nhật Bản đã viếng mộ thương nhân Nhật Bản Tani Sajirobe tại khối trường lệ phường Cẩm Châu, một di tích nằm trong chương trình tham quan giáo xưa Nhật Bản tại Hội An và ghé thăm không gian văn hóa Việt Nam Nhật Bản, nơi cố Thủ tướng Shinzo Abe đã trực tiếp các băng khai trương vào năm 2017. Vào sáng cùng ngày, với tư cách là Chủ tịch Quỹ hỗ trợ đóng góp xã hội Nhật Bản, phu nhân của Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã tham gia nhiều hoạt động giao lưu Việt Nam Nhật Bản hướng đến tương lai tại thành phố Đà Nẵng.